Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dùng tiền vẽ chất xám, VinFast lộ nguyên hình là kỳ lân giấy sẽ sớm cháy rụi. Chuyện VinFast thuê công ty Trung Quốc thiết kế xe rồi tung tin là sản phẩm được thiết kế tại châu Âu đã nổi lên trên trang mạng từ tháng trước, ngay trước ngày VinFast lên sàn tại thị trường chứng khoán Nasdaq. Và sau khi sự việc bại lộ, trang web của VinFast đã xóa thông tin về việc sản phẩm của họ được thiết kế bởi công ty châu Âu. Khi sự thật được đưa ra ánh sáng, có người đặt câu hỏi rằng VinFast đã trả cho công ty của Trung Quốc bao nhiêu tiền để công ty này thiết kế cho VinFast sản phẩm theo dạng chìa khóa trao tay. Át hẳn là con số hời thì VinFast mới có thể bỏ nhà thiết kế châu Âu để thuê nhà thiết kế Trung Quốc. Trên trang mạng xã hội Reddit, người ta khui ra chi phí mà VinFast đã bỏ ra để mà thuê công ty Long Chuẩn thiết kế cho VinFast E34 và VinFast 5. Mới đây, trên trang mạng xã hội Reddit có tranh luận về chủ đề VinFast đã trả cho Long Chuẩn bao nhiêu tiền cho dịch vụ của họ. Câu trả lời là 133 triệu nhân dân tệ, tức là tương đương 18 triệu đô la, là khoản tiền mà VinFast đã trả cho một công ty của Trung Quốc có tên là Long Chuẩn để nó có thể thiết kế ra mẫu xe VinFast E34 và VinFast 5. Đây là số tiền được cho là rẻ mạt khi nhiều người nghi ngờ về chất lượng sản phẩm này. Tiền nào của đó là quy luật muôn đời, giá rẻ thì không thể nào có được sản phẩm chất lượng. Tuy chi phí thiết kế thấp, nhưng VinFast là khách hàng lớn nhất của Long Chuẩn, chỉ chiếm tới 17% sản phẩm dịch vụ của hãng. Họ có tài liệu để chứng minh điều này. Chuyện một công ty đặt một doanh nghiệp khác là những sản phẩm phụ trợ cho mình là không có gì mới. Các hãng xe ô tô, các hãng máy bay, v.v. đều đặt hàng các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, hãng sản xuất phải nắm công nghệ cốt lõi để làm ra sản phẩm. Các doanh nghiệp khác chỉ cung cấp những phụ kiện, linh kiện được thực hiện theo các tiêu chuẩn của hãng. Để có được công nghệ cốt lõi thì bản thân doanh nghiệp phải đầu tư mảng nghiên cứu và phát triển. Để có được sản phẩm đặc trưng của hãng thì không thể đặt hàng doanh nghiệp khác làm công việc nghiên cứu và phát triển. Bởi một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải là doanh nghiệp có chất xám thực sự, không phải là có chất xám theo kiểu bánh vẽ. Không có tiềm lực chất xám thì trước sau gì doanh nghiệp đó cũng lụi tàn mà thôi, vì họ không thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp như vậy trên thương trường. Trang bìa bản báo cáo minh bạch của công ty Long Chuẩn. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí nghiên cứu và phát triển GDP của Việt Nam chỉ có 0,5%, trong khi đó mức trung bình của thế giới là 2,6%. Nghĩa là chi phí nghiên cứu và phát triển của Việt Nam kém rất xa mức trung bình của thế giới. Các doanh nghiệp có chi phí quảng cáo thường là những doanh nghiệp lớn hoặc những doanh nghiệp phát triển mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững. VinFast là doanh nghiệp lớn của Việt Nam mà không dám bỏ ra đồng nào cho phát triển sản phẩm cốt lõi mà phải đi mua sản phẩm của nước ngoài toàn bộ, thì có thể nói tỷ lệ 0,5% GDP của Việt Nam là một con số ảo. Ông Phạm Nhật Vượng xây dựng VinFast rồi đưa nó lên sàn chứng khoán Nasdaq với hy vọng VinFast sẽ là một con kỳ lân công nghệ như bảo kỳ lân đã thành công trên trường quốc tế. Tuy nhiên, không một kỳ lân nào thành công mà bỏ qua mảng nghiên cứu và phát triển, hoặc là xem nhẹ nó. Nếu VinFast không thay đổi từ lượng, tức là chỉ ồn ào trên báo chí nhà nước, sang chất, thì VinFast cũng chỉ là con kỳ lân giấy mà thôi. Chỉ cần một mồi lửa thì kỳ lân giấy sẽ cháy như vàng mã, cho người đã khuất mà người ta vẫn hay đốt. Bảng báo cáo minh bạch cho biết VinFast là khách hàng lớn nhất của Long Chuẩn vào năm 2022. Giá trị cốt lõi của mọi công ty là chất xám. Cho dù là những doanh nghiệp vốn hóa ngàn tỷ đô la của Mỹ như Microsoft, Apple, Amazon v.v. thì tài sản quý nhất của họ vẫn là chất xám. Nếu doanh nghiệp nào không chịu thay đổi từ lượng sang chất mà mơ tưởng đến việc trở thành doanh nghiệp toàn cầu thì đấy chỉ là mơ mộng hão huyền. Chất xám phải là thật, không thể dùng tiền để mua sản phẩm chất xám của nơi khác rồi bảo đó là chất xám của mình. Làm như thế chỉ lừa được khách hàng trong thời gian ngắn hạn, còn về lâu về dài thì doanh nghiệp sẽ không thọ. VinFast sẽ sớm sụm nếu không chịu thay đổi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Dùng tiền vẽ chất xám, VinFast lộ nguyên hình là kỳ lân giấy sẽ sớm cháy rụi. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Như mang DNA loài khỉ, lãnh đạo đảng đu dây thoăn thoắt giữa Mỹ và Tàu. Hiện nay, Việt Nam đã có 5 mối quan hệ quốc tế được nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Có thể kể ra như với Nga từ năm 2021, với Ấn Độ từ năm 2007, với Trung Quốc từ 2008 và với Hàn Quốc 2009 và với Mỹ là 2023. Trong đó người ta chú ý mối quan hệ giữa Việt Nam với hai cường quốc mạnh nhất hiện nay, đấy là Mỹ và Trung Quốc. Thắt chặt quan hệ với Mỹ vì kinh tế chứ không vì chính trị, giáo dục, an ninh và nhân quyền. Đối tác chiến lược toàn diện hay còn gọi là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tức là hai hay nhiều bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi. Trong bản tuyên bố chung giữa Mỹ và Việt Nam có đề cập đến rất nhiều lĩnh vực hợp tác như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác giáo dục đào tạo, hợp tác về khí hậu, năng lượng, môi trường và y tế, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, văn hóa, giao lưu nhân dân, thể thao, du lịch, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy bảo vệ quyền con người, phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế. Đúng là hợp tác về rất nhiều mặt, tuy nhiên không khó để nhận ra có những lĩnh vực mà Đảng Cộng sản đã ký nhưng sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là quan hệ chính trị, ngoại giao, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Về chính trị thì nay Mỹ đã chấp nhận sự khác biệt thể chế, nghĩa là về chính trị Việt Nam đã và đang sẽ ngả về Trung Quốc. Đây là vấn đề mấu chốt, bởi chính trị mà gần Mỹ thì không an toàn cho Đảng, nên Đảng sẽ không bao giờ chấp nhận. Còn gần Trung Quốc thì an toàn cho Đảng, nhưng không thể vực dậy nền kinh tế đang kiệt quệ vì bản thân Trung Quốc cũng đang suy thoái trầm trọng. Về mặt giáo dục thì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nói là hợp tác, nhưng họ sẽ không thay đổi giáo dục theo chiều hướng tự do tiến bộ như Mỹ. Bởi mới đây, cụ thể là ngày 18 tháng 8 vừa qua, ông Tô Lâm cho ông Thứ trưởng Lương Tam Quang làm việc với giáo dục và ra thông tư liên tịch để mà ngăn cản học sinh, sinh viên tiếp cận với giáo dục nước ngoài vì có nguy cơ chuyển biến về tư tưởng. Thắt chặt quan hệ với Trung Quốc đảm bảo cho Đảng Cộng sản Việt Nam được trụ trên ngai vàng của mình, mặc dân khó khăn, đói khổ. Về quốc phòng an ninh thì Việt Nam không dám gần Mỹ, mặc dù những năm gần đây tàu sân bay Mỹ có ghé Việt Nam, nhưng đấy chỉ là ghé xã giao, không hợp tác sâu rộng với Mỹ. Bởi trong sách trắng quốc phòng Việt Nam đã thể hiện rõ sự cự tuyệt với Mỹ bằng chính sách 4-0 như không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống phá nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực để đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây được xem là chính sách giúp Trung Quốc an tâm bởi Mỹ không thể xích lại gần hơn với Việt Nam về mặt quân sự. Về phương diện thúc đẩy và bảo vệ quyền con người thì quả thật nhân quyền của Việt Nam ngày càng tồi tệ. Tù nhân lương tâm ngày một nhiều, manh động đến mức Tô Lâm còn cho người sang tận Thái Lan để bắt cóc người mang về nước bỏ tù không chỉ một lần. Đàn áp nhân quyền là công cụ để bảo vệ chế độ Đảng Cộng sản nên không bao giờ Đảng cải thiện mà ngược lại họ ngày một mạnh tay hơn. Việc ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ chẳng qua là để khai thác thị trường Mỹ. Vào năm 2022, thị trường Mỹ mang lại cho Việt Nam gần 95 tỷ đô la qua trao đổi thương mại, nhưng thị trường Trung Quốc lại hút của Việt Nam trên 60 tỷ đô la. Không đu Mỹ thì sẽ bị tàu hút cạn tiền, lúc đó nền kinh tế Việt Nam sớm tàn nát. Cách gọi của Đảng Cộng sản với chính sách đu dây.
việc đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc là chính sách nhất quán mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và thống nhất thực hiện. Họ gọi là ngoại giao cây tre, ý là uyển chuyển như cây tre. Tuy nhiên, người dân dùng từ đu dây là chính xác hơn. Có ý kiến nhận xét rằng Đảng Cộng sản có DNA là cái gen của loài khỉ, không thể bỏ cái bản chất đu dây ra khỏi con người của họ được. Họ phải đu bởi Mỹ đảm bảo cho họ về kinh tế, còn Trung Quốc thì lại đảm bảo cho họ về mặt chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin như mang DNA của loài khỉ, lãnh đạo đảng đu dây thoăn thoắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.